Nati mê sa ra nặng nhàn san khổ mê sa ra nặng quá nặng ê tê na sắc cho quách chê na tu mê cha giá mặn ra làng chẳng có chi đáng cho con phải nâng đức tăng là quỷ báo kính mà đặng cầu sự con y phải chân thật đa mi chê ti giang sáng bằng sập bát thái quá tích thi tài đi anh đà rung xà ca lăng xà đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thành mọi nơi thế tôn mà tường năm tường tường sẽ ở đây phải có chẳng thế nào tránh thoát mạnh lành tại khi chân và thấy phải chịu đi nên ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình của ta như bổng ta thọ bảo thân minh sắc bề sắc ta áo hòn tu su ti ta hòn tu nát đúc kha hòn tu ác gia bạch cha hòn tu a ni kha hòn tu ni kha yu kha hòn tu a ro ga hòn tu sam ti hi sa mít chan tu su khi a ta năng pa ri ha ran tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha pha yap bát ta cha nip pha ya so kap bát ta cha nip so ka hon tu sap be bi ba ni no nguyện cho tất cả chúng sanh đừng quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, bây giờ con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng và xin đạo tràng cùng với con đọc tác bạch để xin thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma văn phàn tệ quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con dâng mít cho Ngài để Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cái tên kinh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào Sĩ Meta, Sĩ Nhược Quỳnh, Sĩ Thanh Thủy, Sĩ Khổng Nhược, Sĩ Quyến Mộng, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Tâm Phương, Sĩ Trăng Thơ, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thi Lâm, Đạo Hữu Tam Quỷ, Sĩ Như Quang. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căn sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Bồ Tát Giam Bồ Tát Hằng Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Bồ Tát Giam Bồ Tát Mang Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Bồ Tát Giam Bồ Tát Sang Thắng Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Tỳ Yam Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Yam Bi Đắc Mang Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Yam Bi Sang Tăng Sa Năng Ga Chư Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Thăng Sa Ra Năng Cha Mi, con đem hết lòng kính xin quy y Phật. Thăm Mang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang Khang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dâm Bi Bụt Thăng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Ti Dâm Bi Thăm Mang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu Ti Dâm Bi Sang Khang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, có hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dâm Bi Bụt Thăng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Dâm Bi Thăm Mang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Dâm Bi Sang Khang Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti Sa Ra Năng Gạch Cha Năng Ni Thi Tăng Pháp Huy Tam Bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phàn Tê Dạ Xin Vâng. Bà Na Tí Bà Tam Nguyện Rà Mạc Đi Sẽ Kho Phát Năng Thâm Ma Địa Giao Mi. Còn xin quen giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A Đình Na Đa Na Quê Ra Ma Đi Sẽ Kho Phát Năng Thâm Ma Địa Giao Mi. Còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà Mê Su Mi Chá Chá Ra Quê Ra Ma Đi Sẽ Kho Phát Năng Thâm Ma Địa Giao Mi. Còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mụ Sa Hoa Đa Quê Ra Ma Đi Sẽ Kho Phát Năng Thâm Ma Địa Giao Mi. Còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su Ra Mê Ra Yam Ma Chà Pa Ma Đa Tha Na Quê Ra Ma Đi Sẽ Kho Phát Năng Thâm Ma Địa Giao Mi. Còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự dễ dướng rượu và các chất sai. Bà Na Ti Bà Ta Quê Ra Ma Ni Sích Ca Bá Đăng Sa Ma Đi Ya Mi,
Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A định na đa na huệ ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su ma cha cha ra huệ ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da huệ ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha ba ma da tha na huệ ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ipmani panjasekam padani sarukam katuang apamadena nicakalang samarakitapang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch định có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị sì lê na phu ca sông bát đa sì lê na nê phu tinh doan tị ta sư ma sì lăng vị số thác dê. Các nhân dân đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thủ sa thủ lành thay. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sâm phát Uttamang Bút thể vô khá li tô đô sô bút thô Kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi tầng với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thăm mạnh cho đu quy thần quá rằng thăm mẹ vô ca li tô đồ sô thăm mộ ca ma tu tăng ma mằng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đu vi đô ta mang sang khệ vô ca li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Yom bana thamma nu thamma pati banno viharati sami che pati banno nu thamma chare so tathagatam sakkaro ti garu karo ti mane ti puche ti paramaja pucha ja pati batta pucha ya. Đệ tử Phật chân danh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Ba đời Phật dạy. Thanh ti paramang tapo tikha nipanang paramang vodanti buddha nahi bappajito parubakati samano hoti parang vihe thayanto. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng. Chư Phật dạy như vậy.
Anubhavado anubhakato bhakimokhe chasang varo matan yuta chapatasmin bantan chasujana sanang atijitte jayogo etang buddha nasa sanang. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giữa căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích chú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si là sầm ma thi bụ na năng khanh ti và tha na ca ra năng sắc bê bì cú sà lạc thăm ma khanh ti giả dê hoặc quát thanh thiết tên. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hành lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhân này. Kê là quả năm vị ba ba năng khanh tí mu lăng ni khanh ta tí ca ra hát ca ha đi năng mu lăng khanh là tí khanh tí khô. Nhân này có khả năng đúng gốc rễ tội ác và đoàn tặng nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanh tí thi rát sa sa lăng ca rô khanh tí ta bô ta pa si ngô khanh tí và lăng quạt gia tí năng khanh tí hi ta su kha quá hàm. Là năng lực người kỹ, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo, có khả năng tác thành mọi an vui, phúc lạc. Thanh tịch cô mê tạo quá la phi yát si si su khát si la quá phi yô đê quá mạng nô sa năng mạng na cô hô tịch thanh tịch cô. Người hành tu nhẫn nại là người có mạng lành, được phúc lộc quy danh, thường tự thành an lạc. Atano vipare san ja athavo ho vakhan hiko sakka mukha gamang makgang arun ho ho tikhan tiko. Ba người đều lợi ích nhân loại và chư thiên, đều thương mến hộ trì người hành pháp nhẫn nại. Satano vatano vadang karo tiye vakhan hiko paramaya cha pucha ya chinang puche tikhan tiko. Mạng kiếp sanh thiên giới, chống đất quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật các cao thượng. Sĩ thị gia trên là gia tham. Sĩ thầm mắt thu sĩ thầm mắt thu sĩ thầm mắt tụi đăng phát lăng nghề tasmin ratanat ta yasmin sam basan đàn đạc chên. Tạ sô, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành Phật độ để vào thiện căn sau này, dù tạo mấy lần từ đấy cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhâm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh tu tinh tận không dạy đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành, dẫn kinh chi cú sa la cam mang cập tắc bằng kê ri giang ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng về sát ta san nhi nô hạt thi về cha sát ta san nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha u tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bồn nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nam tý đề hoa gần tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm nhi về sắp ta chỉ quan ta ha rai tu ca ma nhun nhân phù chát năng sập bề la phàn tô ma ma chê ta sa ti
Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nhiều nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ái chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan nghĩ lãnh chung hưởng được phước quý, ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đăng quá tá mê bu nhân a sa quát ca gia quang hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lần đây hãy là ngọn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và bây giờ con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con thỉnh chư thiên lễ bái tam bảo thọ trì quy giới ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi cũng được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào quý thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 284. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Vicchetapo Lokassasattha Janadhammako Vido Vandamahantam Narappu Chanai Yakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ để ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin lên lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Thầm mô bá đi bồ quý giá tá sơ sát phú nô lô ca nó mạnh thát sơ huy nà ca rô phô thóc và nhu bút thóc và tí phù tí sân nhá tô hoàn đà má hành tầng ná rắc phù. Cha này giác cần pháp bảo ghi như ánh vàng, như lai soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm đạt dũng sinh, đầy dự Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lệnh đệ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú vá tá sá sá quá khô sít khá chú khá mô quá tá thầm bá sít khá khô niềm đà bá sân xà đi á na đá rô quá rô hoành đà má hành tầm đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học ngôn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị, con xin lệnh lễ tăng hì đáng cho phong chúng nhớ ghi cũng dường. Ra tận ác thế giới tề chề nát sức khà mê ê tu á thanh năng tác xa bí à nú phà quê nát xa hát xa dê nát sức trả tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tăng dương ông đức tam bảo đã xong. Xin chào cô tu nữ phúc hạnh ha vừa đến với pháp hội. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 284. Yào cùng thiết qua na thù na chích chả tí. Và vầm hi qua na thù na chích chát tí. Và vầm hi qua na thù na chích chát tí. Câu đầu tiên chúng ta thấy có bốn từ. Và vầm hi là một, qua na thù là hai, na là ba, chích
chặt thi là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Và quầm hi, và quầm hi à, do cái từ gia quân cộng với hí, gia quân cộng với hí à, cái từ gia quân do cái từ gia quá à, do cái từ gia quá ta, gia quá ta nó là một trạng từ, nó là một trạng từ có nghĩa là gió dù cho ha. Nhưng mà ở đây chữ gia quá này nó được chia theo đối cách à, đối cách số ít đối tỷ gia với phát tí e câu vật trình á, cho nên gia quá nó biến thành gia quần. Rồi chữ hí có nghĩa là thật vậy à, vậy thì chữ gia quầm hí đi liền với nhau cho chúng ta ý nghĩa thật vậy dù à, hay là dù cho thật vậy ha, dù cho thật vậy à, đây là một cái từ à, mà nó nhấn mạnh cho cái gì, cho những cái từ sau. Rồi cái từ thứ hai gia quân, gia quân à, gia quá tà có dấu huyền ở trên à, rồi bây giờ chữ Wanatho, Wanatho à, Wanatho do cái từ Wanatha, Wanatha nó là một danh từ nam tính Akrantha Pumlinga. Wanatha ở đây được chia theo chủ cách số ít Bathama Ekavachana Vipatti à, cho nên Wanatha biến thành Wanatho. Wanatho ở đây có nghĩa là dục vọng, Wanatho có nghĩa là dục vọng. Trong cái bài trước á, Wanatha nó là lùm bụi, bụi rậm. Nhưng mà ở đây à, nó đứng làm chủ từ và ý nghĩa của nó là dục vọng chứ không phải là lùm bụi, không phải là bụi rậm à, dục vọng. Rồi na có nghĩa là không, na là không à, chích chà tí, chích chà tí đây là một động từ số ít có nghĩa là chặt đứt, chặt đứt. Chích chà tí chặt đứt yeah. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Anumatto binarasana risu, Anumatto binarasana risu, Anumatto binarasana Sana Risu. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. Anumato Bi là 1, Narasa là 2, Narisu là 3 à, như vậy thì Anumato, Anumato Bi, Anumato Bi ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ anu ở phía trước. Anu đây là một tính từ có nghĩa là chút, nhỏ nhoi, ít ỏi. Anu một chút rồi nhỏ nhoi rồi ít ỏi. Rồi chữ thứ hai matto, matto do cái từ matta, Mata ở đây nó cũng là một tỉnh từ chỉ sự đo lường, chỉ cho sự đo lường à, chữ Mato được đứng làm chủ từ số ít
Bạch tham á, e ca vá chá na vi phát tí. Cho nên mắt ta biến thành mắt tô. Mắt tô. Rồi thêm một liên từ nữa, đó là chữ tí. À, chữ tí này có nghe là cũng. À, chữ tí có nghe là cũng. Vậy thì ở đây Anumato bi, à, cho chúng ta ý nghĩa là cũng nhỏ nhoi, cũng một chút, cũng một chút, cũng nhỏ nhoi, cũng ít ỏi. Rồi, chữ Narasa. Narasa do cái từ Nara. Nara. Nara có nghĩa là người nam. Nhưng mà ở đây Narasa là cách chia thứ sáu Chathi Vipati Ekavachana. À, Narasa là của người nam, của nam nhân. Cái từ cuối cùng Narisu. Narisu. Narisu do cái từ Nari. Nari là một danh từ nữ tính, Ikaranta Ithilinga. Và chữ Nari ở đây được chia theo định sở cách số ít. À, định sở cách số nhiều nhé. Định sở cách số nhiều, à, là Satami Vipatti Bahuvachana. Cho nên chữ Nari biến thành Narisu. Narisu, à, tức là đối với các người nữ. Đối với các người nữ. Đối với các người nữ Nari, gọi Narisu. Như vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Và vầm hi vana thù na chích chả tí anu mắt tù vinarasana risu. Và vầm hi vana thù na chích Chati Anumato Vinarasana Risu. Cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ, dầu là nhỏ nhoi, còn chưa được chặt đứt. À, hai câu này bổ sung ý nghĩa nhau ha. Cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ, dầu là nhỏ nhoi, còn chưa được chặt đứt. À, ý nghĩa câu 1, câu 2 nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Câu 3. Bát tí bát tha mát nô quát tà quát sù. Bát tí bát, chữ bát tha, đúng rồi. Bát tí bát tha mát nô quát tà quát sù. Bát tí bát tha mát nô quát tà quát sù. Câu số 3, câu 3 từ. Bát tí bát tha mát nô quá. Rồi ta quá. Rồi, chữ thứ ba là chữ số. Bát tí bát tha mát nô quá. À, ở đây chúng ta thấy có ba từ đi chung với nhau.
Batibatha. À, cái từ Batibatha chúng ta thấy đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha, nhưng mà có tiếp đầu ngữ bát tí ở phía trước, có nghĩa là hướng về. Và bát tha, bát tha có nghĩa là do căn ngữ bát, có nghĩa là kết, có nghĩa là kết. Kết đây là cái kết nối, trói buộc. À, rồi bát tí bát tha có nghĩa là đã bị trói buộc, đã bị cột chặt, à, đã bị trói buộc, đã bị cột chặt. Rồi chữ mano, mano do cái từ mana, nó là một danh từ trung tính ha. Akrantana pum sắc lên nga. Chữ mana được chia theo chủ từ số ít. Bạch tham án ekavachana vipatti, cho nên mana biến thành mano, mano là tâm ý, mano là tâm ý. Và chữ quá, quá có nghĩa là dường như, tựa như, ví như ha, dường như, tựa như, ví như, chữ quá. À, như vậy thì Patibattha Mano Va, à, ví như tâm bị trói buộc, ví như tâm bị trói buộc. Rồi cái chữ thứ hai ta quá. Ta quá nó là một trạng từ, có nghĩa là bao lâu, à, bao lâu. Rồi chữ xô, xô là vị ấy, người ấy, xô là vị ấy, người ấy. Ham chỉ cái từ Narasa, tức là những người nam đó. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4, à, để câu số 3 và câu số 4 bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 4, Wacho khi Rabako Wama Tari. Wacho khi Rabako Wama Tari. Mình chào cô tu nữ tuệ duyên đi học trẻ. Wacho khi Rabako Wama Tari. Câu cuối cùng chúng ta có bốn từ. Wacho là một, khi Rabako là hai, quá là ba, ma tari là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu số 4 này. Chữ Wacho, Wacho do cái từ Wacha. Wacha là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Và chữ Wacha này được chia theo chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Wacha biến thành Wacho. Wacho là con bê, Wacho là con bê. Con bê có nghe là con bò con á, à, còn nhỏ người ta không gọi là con bò mà gọi là con bê. Khi nào mà nó lớn lên, hết bú sữa mẹ rồi thì người ta mới gọi là con bò. Còn khi mà nó còn bú mẹ thì gọi là con bê. À, Wacho ha, Wacho là con bê. Khi ra bắc cô, chữ khi ra bắc cô, à, do hai từ khi ra và chữ bắc cô. Khi ra nó là một danh từ trung tính, Akarantanapum Sakalinga. Khi ra có nghĩa là sửa, khi ra là sửa. Rồi chữ bắc cô do cái từ bắc cá,
do từ Bát Cá, nó là một tỉnh từ, nhưng mà có là cái việc uống, có việc uống ở đây chữ A Cá chỉ cho cái sự sở hữu, nhưng mà nó được dơ thay chủ từ số ít. Chữ Ba Ca này biến thành Bát Cô Bát Tham Án Ekavachana Vipatti ha. Vậy thì khi ra Bát Cô có nghĩa là bú sữa, cái việc uống sữa có nghĩa là bú sữa. Khi ra Bát Cô là uống sữa, bú sữa. Rồi qua, như qua là ví như, giống như, ví như giống như. Và cái từ cuối cùng ma ta ri, ma ta ri do cái từ ma ta, ma ta đây là một danh từ nữ tính, akrantithilinga. Chữ ma ta ở đây được chia theo định sở cách số ít, định sở cách số ít, có nghĩa là tầm ý vị pháp tí e ca quá trà na. Cho nên chữ ma ta biến thành ma ta ri. Ma ta ri là ở mẹ, bú sữa ở đâu, bú sữa ở mẹ nó. Mang ta ở mẹ. Vậy thì câu số 3, câu số 4, câu số 3, câu số 4 bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Bát tiếp bát tháp mà mát nô quát ta quát sô quát giá khi ra phát cô quát mà ta rí. Bát tiếp bát tháp mát nô quát ta quát sô quát chô khi ra phát cô quát ta quá mà ta ri. Cho nên khi ấy người nam vẫn còn có cái tâm trói buộc, ví như con bê bú sữa ở bà mẹ. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa: cho đến khi người nam ấy vẫn còn có tâm bị trói buộc, ví như con bê bú sữa ở mẹ. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4 ha. Năm qua, năm qua. Rồi, như vậy là câu Phật ngôn 284 chúng ta cũng đã tìm hiểu ý nghĩa tự quẩn xong và có được một kết quả. Bởi vì cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ dù là nhỏ nhoi còn chưa được chặt đứt, thì cho đến khi ấy người nam vẫn còn có cái tâm trói buộc, ví như con bê bú sữa ở bầu mẹ. Xin lập lại ý nghĩa của câu Phật ngôn 284 ha. Cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ dù là nhỏ nhoi còn chưa được chặt đứt, thì cho đến khi ấy người nam vẫn còn có cái tâm bị trói buộc, ví như con bê bú sữa ở bầu mẹ. Câu Phật ngôn 284. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: cho dầu một bụi cỏn con, nữ nam ái luyến vẫn còn trồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi của mẹ bám theo dính hoài. Cho dầu một bụi cỏn con, nữ nam ái luyến vẫn còn trồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vũ mẹ bám theo dính hoài. Ngài Vườn Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn và năm chữ:
khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ra như bọt con vú mẹ. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ra như bọt con vú mẹ. Alo. Như vậy thì chúng ta cũng đã xong ý nghĩa từ vựng ha. Rồi, bây giờ đi vào bài học. Câu Phật ngôn 284. Câu 1, câu 2. Ya vam hi vana tho na chit chati anumato vi rasana tari na ri su nha. Điều không mở mắt à. Ya vam hi vana tho na chit chati anumato vi rasana ri su. Ya vam hi vana tho na chit chati anumato vi rasana ri su. Đây là một thể thơ. Quý vị thấy thể thơ này có bao nhiêu âm từ? Có bao nhiêu từ? Mười từ ha. Như vậy càng ngày càng tiến bộ ha. Tại vì có lúc 8 từ, có khi 9 từ. Này cái loại thơ tới 10 từ luôn. Để cao cảnh giác nha. Không phải là cái nào cũng 10 từ đâu. Trong khi 10 ở câu 1, câu 2, 11 thì ở câu 3, phải không? 11 ở câu 3, rồi 10 ở câu 4. Như vậy nó có vấn đề trồi sụp, có vấn đề trồi sụp. Chứ không phải là 10 từ là 4 câu này, câu nào cũng 10 đâu. Rồi. Bây giờ qua câu 1 ha. Câu 1, câu 2 ha. Ya vam hi vana tho na chit chati anumato vinarasana risu. Trong hai câu này, bây giờ chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm. Đối với quý vị thì giỏi rồi. Nhìn vô là thấy phân tích, nghĩa là giọng đọc quý vị rất là trôi chảy. Cho nên cái vấn đề mà phân tích thì quý vị chỉ cần biết nó là trường âm, đoạn âm. Và trường âm thì nó là trường âm gì ha. Như vậy là chúng ta nắm vững cái nguyên tắc này. Để rồi khi mà chúng ta đọc lên, mình biết mình đọc đúng hay là đọc sai. Chứ không phải là tôi đọc lên bà con nghe có hay không. Bà con nghe hay thì tặng cho tôi những cành hoa đẹp đẹp, còn tặng hoa xấu là nổi bồ đề gai lên, không được nghe. Mình đọc mình biết mình đúng mình sai, chứ không phải là đọc để cho người ta tặng hoa cho nhiều. Quý vị chú ý chỗ này nghe. Tự mình ngộ lấy, tức là tự mình vượt lên chính mình. Chứ không phải mời quý vị lên để rồi sửa giọng ha. Rồi quý vị coi như tạo sự chú ý cho người khác ha. Trong khi đó, cái quan trọng là đúng hay là sai. Quý vị đọc, quý vị coi như cảm nhận rằng ở chỗ này chúng ta còn trở ngại cái gì. Chúng ta không được tự tin, tại sao cái từ này nó kỳ quá. Thì cái đó là cái quan trọng. Quý vị đọc, quý vị biết nó là trường âm hay đoạn âm, quý vị biết đúng hay là sai, đó là điều quan trọng ha. Thôi, nói nhiều quá không tốt. Bây giờ mời sĩ Kim Nhung ha.
nghĩa là khai mạc đầu tiên câu 1, câu 2, trường âm, đoạn âm như thế nào. Rồi, mời sư Kim Nhung. Rồi, xà tu, xà tu. Dạ, con Kim Nhung, con kính lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính chào chị, các anh, các chị ở trong đạo tràng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ya vam hi wa na tho na chích cha ti anu mát to bi na rat sa na ri su. Ya vam hi wa na tho na chích cha ti anu mát to bi na rat sa na ri su. Ở câu 1 thì có 10 âm. Ya là trường âm thông thường, vam là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, quá ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chích là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm. Như vậy ở câu 1 có trường âm thông thường 2, đó là ya, thô, âm nhấn có 2, đó là quam, chích. Đoạn âm có 6, đó là hí, quá, ná, ná, chá, tí. Ở câu 2 thì có 11 âm. Á, nú là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bí, ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, tí, xú là đoạn âm. Như vậy ở trong câu 2, trường âm thông thường có 2, đó là tô, na. Trường âm nhấn có 2, đó là mát, ras. Đoạn âm có 7, á, nú, bí, ná, xá, rí, xú. Dạ, con đã phân tích xong câu 1 và câu 2 ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, âm thanh rất tốt, rất là rõ ràng. Phật tử hay như vậy mà chẳng có ai tặng một cành hoa nào hết. Như vậy chắc sư Kim Nhung cảm thấy rằng khi mà phân tích người ta không hưởng ứng, hay là mình phân tích sai để đến nỗi mà không thấy một cành hoa nào hết. Như vậy thì quý còn lỗi ha. Con là nghe nói thôi, khi đó mới chịu tặng hoa ha. Chứ kia này là thường thường là tặng hoa lẹ lắm đó. Nhưng mà bây giờ coi như là tặng hoa khi nhắc tới mới tặng hoa, còn bao nhiêu người khác thì thấy rằng chứ kia Kim Nhung chắc có lỗi ha. Xin tiếp thu ha. Rồi, sự phân tích của sư Kim Nhung như vậy thì bây giờ mời sư Tâm Phương ha. Cái câu 1, câu 2 này phân tích coi như là như thế nào. Sư Tâm Phương có thể lên phân tích lại để coi như có sự so sánh giữa sư Kim Nhung với lại sư Tâm Phương. Alo, sư Tâm Phương có chiếc máy không? Rồi, phân tích câu 1, câu 2 ha. Phân tích có giống như sư Kim Nhung hay không? Xin mời. Dạ, Nam Mô Bất Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sân Khai. Con kính đến lễ Thầy, con xin sám hối đi. Tại vì hồi nãy giờ con đang ngồi trong cái phòng bên kia để con may mấy khẩu trang hồi xưa bị máy bị hơi, con phải may bằng tay để con làm phước. Mà bây giờ trừ là thầy kêu con vô thì thôi, để con cũng phân tích. Chứ còn thật sự đó là con cũng chưa có nghe Kim Dung nữa. Mà nếu mà Kim Dung thì chắc có lẽ là số 1 rồi. Bây giờ con xin phân tích lại. Dạ, con 1 và con 2. Không phải là phân tích lại mà con phân tích cho con. Rồi có gì bà sư xử giùm con. Dạ.
Bài học đâu có ta? Bài học ở đây, đây. Dạ. Dạ vam hi wa na tho na chi cha ti anu ma to binara binarachana risu. Dạ chữ 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 gia là chữ gia là trường trường âm thông thường. Rồi đến chữ vam là trường vam là đoạn âm vẫn biết nè. Thì cứ cho như là chết à. À, học cái chữ này để con được là tự anh là đoạn âm. Chữ hí là trường âm thông thường. Chữ qua là đoạn âm. Chữ ná là đoạn âm. Chữ thô là trường âm thông thường. Chữ ná chữ ná là đoạn âm. Chữ chích là trường âm ngắn. Chữ cha là trường trường âm thông thường. Chữ tí là trường âm thông thường. Dạ đó là câu 1 nên là có không? Có một là trường âm chữ gia là trường âm thông thường, chữ hí trường âm thông thường là 2, chữ gia trường âm thông thường là 3, chữ tí trường âm thường là 4, chữ chích là trường âm ngắn là 1, 2, 3, 4 trường âm thông thường, 1 trường âm ngắn, chữ một trường âm thông thường, chữ vam là trường đoạn âm, không biết không phải chắc là không con nói đoạn âm đi, là sửa sửa cho con đi. Mà chữ gia là một trường âm thông thường, chữ hí là trường âm thông thường là 2, chữ thô là trường âm thông thường là 3, chữ nga cha là trường âm thông thường là 4, chữ tí trường âm thông thường là 5, có 5 trường âm thông thường. Và một chữ vam là đoạn âm là 1, chữ qua là đoạn âm là 2, chữ na đoạn âm là 3, chữ na đoạn âm là 4, và 4 đoạn âm và 1 trường âm ngắn. Và cùng câu số 2 là câu số 2 là chữ a là đoạn âm, chữ nu là trường âm thông thường, chữ mát là trường âm ngắn, chữ tô trường âm thông thường, chữ bi là trường âm thông thường, chữ na là đoạn âm, chữ phát là trường âm ngắn, chữ sa là đoạn âm, chữ ví là trường âm thông thường, chữ na là đoạn âm. Và trong cái câu này thì có có một đoạn âm, có 2 đoạn âm, có 3 đoạn âm và có 4 đoạn âm. Còn trường âm thông thường là 1 trường âm, 2 trường âm thông thường, 3 trường âm thông thường và 4 trường âm thông thường. Còn trường âm ngắn thì có 2 là chữ mát là 1 với chữ vát là 2, chữ rát là 2. Con xin Kim Dung ơi cứu giùm. Chị Kim ơi, Kim lên phân tích giúp giùm mà cho Tâm Phương đi ngay. Tâm Phương đừng bối rối quá. Dạ, chắc cái chuyến thi là bị sư làm cho trần một trận rồi. Con xin nha, nhưng biết lại với sư. Đấy chị trời. Alo, 123123, xin Tâm Phương phân tích hay đến nỗi mà chiếc kim là trời, trời đất ơi, đã là trời rồi còn thêm đất vô nữa, tức là thiên địa mà coi như cũng nấp lại đi chỗ mà vậy mà coi như phân tích xong không chịu thả micro ra, còn muốn cầm micro ra phân tích tiếp nữa ha. Rồi, sếp Tâm Phương, chị Kim Nhung
À, hai vị này đã phân tích câu 1, câu 2. Bây giờ xin mời người thứ ba để có một cái sự nhận định. Xin mời Sister Man. Alo, Sister Man, câu 1, câu 2 phân tích làm sao đây? Hai người đã phân tích rồi nha. Alo, dạ thưa sư, cho con xin phân tích câu 1 và câu 2 của câu Kinh Pháp Cú số 284 là theo ý của con. Dạ, chữ Ya-wam-hi-wa-na-thu-na-chit-cha-ti. Chữ Ya là trường âm thông thường, chữ Wam là trường âm nhấn, chữ Hí là đoạn âm, chữ Quá là đoạn âm, chữ Ná là đoạn âm, chữ Thô là trường âm thông thường, chữ Ná là đoạn âm, chữ Chít là trường âm nhấn, chữ Giá Chá là đoạn âm, chữ Tí là đoạn âm. Và trong câu này thì sẽ có 10 âm, trong đó có 6 đoạn âm và 4 trường âm. Trong 4 trường âm đó sẽ chia ra 2 trường âm nhấn và 2 trường âm thông thường. Câu số 2 là Anumato Binarasana Risu. Cái chữ Á là đoạn âm, chữ Nú là đoạn âm, chữ Mát là trường âm nhấn, chữ Tô là trường âm thông thường, chữ Bí là đoạn âm, chữ Ná là đoạn âm, chữ Rát là trường âm nhấn, chữ Xá là đoạn âm, chữ Na là trường âm thông thường, chữ Rí là đoạn âm, chữ Xú là đoạn âm. Và trong câu 2 thì có 11 âm, trong đó là có 7 đoạn âm và 4 trường âm. Trong 4 trường âm đó sẽ chia ra có 2 trường âm nhấn và 2 trường âm thông thường. Cái sự phân tích của con đến đây là hết, nhưng mà con muốn hỏi chi một chút là cái chỗ cái chữ đầu á, và quầm hí, nếu như mà mình viết dính nhau thì cái chữ quầm đó là cái chữ M thường, còn nếu như mà con tách riêng ra thì phải chữ là và quầm hí. Là con muốn hỏi cái chỗ đó, xin sư sửa bài. Alo, 123 123 tức là 3 người phân tích ha, mỗi người một vẻ ha. Sư Kim Nhung phân tích, rồi qua sư Tâm Phương, rồi tới sư Cha The Man. Thì trong cái sự phân tích ai cũng phân tích đây là cũng rõ ràng hết á, nhưng mà cái quan trọng đúng và sai. Trong khi hai người phân tích thì chúng ta thấy còn lưỡng lự, người này người kia, nhưng mà thêm người thứ ba nữa, tức là có cái vấn đề đồng thuận hay là có vấn đề nó rõ ràng. Bởi vì 2 tháng 1 mà 2 tháng 1 ở đây tức là Sĩ Tầm Man và Sĩ Kim Nhung, tức là cái phần thắng, phần đúng đối với Sĩ Kim Nhung và Sĩ Tầm Man rõ ràng hơn. Còn Sĩ Tâm Phương đương làm cái gì đó kêu qua cái giật mình rồi phóng tâm, là cái chữ gia quâm hí, gia quâm hí mà phân tích là thấy nó cũng không bị lối. Một trường âm thông thường, một trường âm nhấn và một đoạn âm, là cái chữ đầu thôi mà Sĩ Tâm Phương thấy cũng đã phóng tâm rồi, tức là đương lo công việc thì nghe kêu lên cho là hoảng loạn rối cho nên chỉ Tâm Phương trong các vấn đề phân tích đó, không được tự tin. Và chỉ Tâm Man thắc mắc gia quâm thì nó là gia quâm hí,
Rõ ràng là như vậy, nhưng mà nếu mà viết rời ra tức là gia quân m có dấu chấm rời ra và chữ hí đứng rời ra thì nó gọi là gia quân hí, tức là hai trường âm, mà trường âm đầu tức là trường âm thông thường, trường âm thứ hai là trường âm đọc thư giọng nguyên âm à, chứ không phải là trường âm nhắn. Khi nó dính liền nhau thì trong văn phạm người ta gọi là lô vô và sân thí, xóa và ráp chữ à, xóa và ráp chữ thì nó trở thành gia quân hí. Còn nếu mà nó rời ra là gia quân rồi hí à, thì sự thắc mắc đó à, nhưng mà cũng đồng nghĩa, đúng rồi, ý nghĩa vẫn giống nhau à. Nhưng mà ở đây trong cái thể thơ thì người ta hay làm cho nó gọn chút à, cái thể thơ 10 chữ á, người ta làm cho nó gọn chút à, thì rồi như vậy thì cô 1, cô 2 ha, quý vị thấy ba vị phân tích, nhưng mà chúng ta lấy ý kiến của hai người, tức là hai người có sự đồng nhất với nhau. Câu 1, câu 2. Câu 1 không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2 cũng không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhắn à, chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhắn. Trong câu 1, câu 2 có vị nào thắc mắc? Alo, có thắc mắc chỗ nào không? Chị Kim Nhung Man, chính xác à, xin phương phóng tâm ha à, cố lên, hãy theo dõi và nắm bắt để rồi coi như bảo đảm từ từ rồi nó cũng như thôi à, nếu mà quý vị có một cái sự quyết tâm à, cứ theo dõi rồi sẽ nắm bắt được thôi ha. Rồi, mến chào huynh Minh Tâm đi học trễ. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Rồi, câu 1, câu 2 như vậy là thông qua ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Batibathamano vata vaso vacho khirapako vama tari Batibathamano vata vaso vacho chô khi rắc bá cô quát mà ta rí à, bây giờ và cô bốn rồi, bây giờ quên Minh Tâm ha à, đi chơi rồi đã về rồi cái bó đầu tràng, bây giờ bước đầu vô lại ha. Mời quên Minh Tâm phân tích câu 3, câu 4. À, đưa tay lên chào bà con oai hơn là chát lên lâu quá à, rồi lên phân tích đi, mời huynh Minh Tâm câu 3, câu 4 phân tích làm sao đây, cái nào là truyền âm, cái nào là chuẩn âm à. Alo huynh Minh Tâm ơi, câu 3, câu 4 thấy khó quá, đưa tay cũng chậm nữa chứ. Rồi mời huynh. Alo, dạ 123, 123, dạ không biết đạo tràng có nghe không? Dạ, dạ cảm ơn cô Như Hoàng cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, con xin phép được phân tích đoạn số 3, số 4 luôn hả sư? Làm hai cái luôn hả? Bati Bát Tha Mano Vata Vaso Vacho Khi Rapako Vamatari. Và ba tí là hai đoạn âm, và bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm,
ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Và trong đoạn số 3 này thì chỉ có hai loại trường âm là trường âm thông thường, gồm có chữ mô ta sô và trường âm nhấn có chữ bát, còn lại là ba tí tha má quá. Quá là đoạn âm. Và qua tới đoạn số 4, watch là trường âm nhấn và chô là trường âm thông thường, khi là trường âm thông thường, rá bá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, tá rí là hai đoạn âm. Trong câu số 4 này có cũng giống câu số 3, có một trường âm nhấn là chữ quát, còn lại là chô, khi, cô, ma là trường âm thông thường, và đoạn âm là rá, bá, quá, tá, rí. Dạ, con đã phân tích xong và con xin trả mất lại cho sư Trí Đức ạ. Alo, 123, 123. Khi nãy có một con hai á, thì sư Kim Nhung nè, rồi sư Tờ Man là phân tích cũng chính xác, rồi sư Tâm Phương cũng rõ ràng, cái âm thanh tốt mà, nhưng mà chẳng có ai tặng hoa hết. Chỉ có bây giờ Huynh Minh Tâm sao, một cái nhà ưu tiên hay sao, hay là trong gồm của chúng ta ít có thiền nam ha. Rồi Huynh Minh Tâm lên phân tích nè, thấy sư Kim này, sư Kim Nhung này, sư Tâm Man này, hoa, hoa, hoa nghĩ quá ha. Như vậy là câu 3, câu 4 Huynh Minh Tâm phân tích xong. Bây giờ mời cô tu nữ Tự Duyên cô tu nữ Tự Duyên hôm nay đến với đạo tràng sớm ha. Rồi cô tu nữ Tự Duyên phân tích câu 3, câu 4 để coi có giống như Huynh Minh Tâm không. Rồi alo, cô tu nữ Tự Duyên có chút máy mà cho xin tín hiệu đi. Rồi cầm mic rồi nha, phân tích câu 3, câu 4. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài. Kính lễ với bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và con xin phân tích câu số 3, đoạn số 3, số 4. Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Như Quang comment đã cho biết nữa đó. Đoạn số 3, bá tí bắt thá mắt nô quá tà quá sô. Bá tí là đoạn âm, bắt là trường âm nhấn, thá mát là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Đoạn số 3 là chữ bắt là trường âm nhấn, còn trường âm thông thường đó là chữ nô, ta, sô, ba trường âm thông thường, còn lại là chữ bá, tí, thá, má, quá, quá đoạn âm. Để con đếm thầy con mới tự chỉ có một chữ bát là trường âm nhấn, còn lại là ba thông thường đó là chữ nô, ta, sô. Đoạn số 4, chữ quát, sô, khi, rá, bá, cô, quá, ma, tá, rí. Quát là trường âm nhấn, chô là trường âm thông thường, khi là trường âm thông thường, rá, bá là đoạn âm,
Cô là trường âm thông thường, quá là đoạn, ma là trường âm thông thường, tá rí là đoạn âm. Đoạn số 4 này cũng có chữ quát là trường âm nhấn. Chô, khi, cô, ma. Đoạn 4. Đoạn số 4 có 4 trường âm thông thường, đó là chữ chô, khi, cô, ma. Còn lại đoạn âm là rá, bá, quá, tá, rí. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con kính thỉnh ngài. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên ha, cũng bông hoa cũng nhiều ha. Nhưng mà không biết là cái vị trí, cái chỗ ở của cô tu nữ tuệ duyên sao hôm nay nghe ồn quá ha. Hình như không giống như ở dưới chùa Viên Giác, chắc đi chơi ở đâu rồi âm thanh nghe nó cũng lạ lạ. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, thêm một người nữa để nhận định cái vấn đề phân tích như vậy là đúng sai sao, bởi vì đa số thì thắng thiểu số ha. Rồi mời sĩ Thanh Thủy. Alo, sĩ Thanh Thủy có trong máy không? Cô ba, cô bốn phân tích làm sao đây, sĩ Thanh Thủy ơi. Rồi mình chào Vinh Kinh vừa đến với Pháp Hội. Alo, sĩ Thanh Thủy có trong máy không ạ? Rồi như vậy là coi như đến với đạo tràng để cái nick chơi vậy thôi. Không có trước máy. Rồi bây giờ xin mời xin niệm từ, hãy xin niệm từ quan hỷ. Câu 3, câu 4 phân tích làm sao này, để coi cái giống như là cô tu nữ tự duyên hay là huynh minh tâm. Rồi mời xin niệm từ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tự duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phân tích hai câu số 3 và số 4. Dạ. Patibat Thamano Vata Vaso Vakcho Khi Rabako Vama Tari. Dạ, pá là đoạn âm, tí là đoạn âm, pát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, má đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Dạ, trong câu thứ nhất thì không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có hai loại trường âm. Trường âm nhấn thì có bát là một, trường âm thông thường thì có no, ta, so. Dạ, còn nhập bá, tí, thá, má, quá. Quá là sáu đoạn âm. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Quát là trường âm nhấn, chô là trường âm thông thường, khi là trường âm thông thường, rá, bá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, tá, rí là hai đoạn âm. Và như vậy trong câu số 4 thì cũng giống như câu số 3 là không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà có trường âm nhấn là quát. Một, trường âm thông thường thì có chô, khi, cô, ma là bốn trường âm thông thường. Đoạn âm thì có rá, bá, quá, tá, rí là bốn, là rá, bá, quá, tá, rí là năm đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong hai câu 3 và câu 4. Dạ, con có sai xin ngài sửa lại giùm con.
Dạ con xin dâng đức lại cho ngài ạ. Nam mô Bức Tha giá. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Sa thú xin niệm từ. Sự phân tích của xin niệm từ cũng giống như Huỳnh Minh Tâm, cô tu nữ Tuệ Duyên, nhận được rất là nhiều hoa. Như vậy thì ba vị này phân tích vị nào cũng chính xác hết á, rất là hoàn mỹ, không có gì để mà sửa sai. Trong câu Phật ngôn 284, chúng ta thấy có một sự khác biệt như thế nào. Xin mời Sĩ Kim có một sự nhận định về câu Phật ngôn 284. Alo, Sĩ Kim có chút máy không? Xin mời. Con xin kính chào sư Tí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Có hai người nghe rõ, một hay bốn người nghe rõ. Dạ cảm ơn. Sư nói con trong cái kinh Pháp Cú câu 284 có cái gì khác biệt hả sư? Con thấy nó khác có chỗ là chỉ có câu số 2 là 11 từ, còn tất cả bốn câu đều không có trường âm một ruồi. Ông hãy quên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, bốn câu đều không có trường âm một ruồi. Là vậy thôi, nó chỉ đặc biệt như đó thôi. Sư kêu con túm lại thì con túm lại là vậy đó. Với câu số 2 nó chỉ khác biệt là nó có 12 âm từ hay chữ vậy đó, thì theo mỗi khi mà sư dùng bao nhiêu từ, bao nhiêu âm, bao nhiêu chữ, rồi có người bắt lỗi sư từ âm chữ, còn biết trách liền. Vậy con xong rồi đó sư, con xin trả máy lại. Alo, 123 câu Phật ngôn, câu Phật ngôn này 284 ha. Với câu Phật ngôn này qua sự phân tích của sáu vị thì chúng ta thấy như Sĩ Kim đã nói, đây là một cái câu Phật ngôn mà không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đây là một cái thể thơ 10 từ ha, 10 từ. Nhưng mà khác biệt có một câu 11 từ. Chỉ khác biệt một tí vậy thôi. Đó là một sự khác biệt để cho chúng ta có một cái sự nhận định về câu Phật ngôn 284 ha. Rồi qua sự phân tích của quý vị thì chúng ta thấy rằng trên cái giọng đọc, quý vị đã phân tích như vậy rồi thì chắc chắn là giọng đọc của quý vị sẽ ổn định. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái giọng đọc để nhận biết rằng mình đọc đúng hay là đọc sai ha. Bây giờ chúng ta xin đọc trước. Và đây là một cái câu Phật ngôn mà giọng đọc tương đối hơi khó. Xin Kim Nhung Tây kiến ạ. Xin mời. Dạ con kính lễ con kính lễ thầy Kim chị ở trong đạo tràng. Dạ con xin sư con giúp ở câu thứ tư, cái chỗ mà khi các bác cô đang thì tại sao lại phải ngang ở chỗ này? Trước á là Pati Thamano quá thì biết dính với nhau mà chỗ này thì gạch ngang như vậy, con chưa hiểu ở chỗ này, con xin ngài giải giải giúp con ạ. Dạ con xin xuống. Alo, 123. Gia quầm hí, thay vì gia quầm rồi chữ hí nếu mà viết rồi, nhưng mà gia quầm hí đây là cái vấn đề là viết nó dính liền với nhau.
khi ra bắt cô quá. Quý vị còn nghe không? À, cái màn hình nó hiện lên cái alo 123 123. Bây giờ quý vị nghe rõ ha. Rồi Kim Nhung, sự thắc mắc rất là chính xác, bởi vì trong cái vấn đề khi mà chúng ta đánh lên á, có những cái chỗ tại sao dính liền, có những cái chỗ mà tại sao nó rời rạc ra không dính liền với nhau, thì trong văn phạm gọi là logo và sanh thí, tức là xóa và ráp chữ. Khi ra bắt cô quá, thay vì dính liền, nhưng mà có cái gạch ngang đó, cho chúng ta thấy rằng chữ quá này nó dính liền với chữ cô. Chữ quá này nó dính liền với chữ cô, thay vì chữ gia quầm hí, nó dính liền. Thì trường hợp này, sự thắc mắc của Sích Kim Nhung rất là rõ ràng. Khi nào chúng ta thấy có gạch ngang hoặc là có một cái dấu sắc ở bên trên, tức là cái chữ quá, chữ bí, nó đi theo với cái chữ phía trước đó, dính liền với nhau. Ý quá, thay vì người ta viết chữ ý quá, thì khi ra bắt cô quá, ý quá có nghĩa là dường như, ví như, tựa như. Thì ở đây cũng giống như là giống như cái vú sữa của con bò, vú sữa của con bò. Thì đây là một cái trường hợp mà nó dính liền nhau, thay vì bỏ cái gạch ngang đó, chúng ta viết chữ cô quá, nó dính liền với nhau, dính liền với nhau. Cũng giống như cái chữ đầu tiên gia quầm hí, thay vì thêm một cái gạch ngang, nhưng mà ở đây quầm hí thì chữ M có dấu chấm nó biến mất đi, còn khi ra bắt cô quá thì nó mất đi chữ ý ở phía trước, chữ quá. Khi ra bắt cô quá, ví như sữa bò chẳng hạn. Thì như vậy sự thắc mắc của Sích Kim Nhung cho chúng ta thấy trong cái những cái văn bản của Pali mà chúng ta thấy nó dính liền nhau, ví dụ Anumato Bí, Anumato Bí thì có chữ A Bí thì chữ A nó biến mất đi, và chữ Tô Bí nó dính liền với nhau ha. Thì ở đây cái chữ khi đó bắt cô quá nó cũng dính liền với nhau, nhưng mà chúng ta nhìn vô biết là như vậy, nhưng mà nhiều khi ở chỗ này người ta thêm một cái dấu sắc hoặc là thêm một cái gạch ngang để cho chúng ta biết rằng đây là một tiếp vĩ ngữ, một tiếp vĩ ngữ, nó đi theo cái từ khi ra bắt cô, hoặc là nu mắt tô, hoặc là giao quầm. Thì như vậy khi chúng ta nghiên cứu về văn phạm thì chúng ta sẽ gặp những trường hợp này. Và sự thắc mắc của Sích Kim Nhung đó là một sự thắc mắc chính đáng, rắc rối cái cuộc đời ha. Đúng rồi, huynh kinh để phân tích về tâm cũng có nhiều cái rắc rối, tâm rồi sở hữu tâm rồi cái này cái kia cũng rắc rối cái tâm này.
đâu phải cuộc đời rắc rối không, mà cái tâm mình cũng rắc rối. Đó thì thôi bây giờ trở lại bài học ha, chúng ta bắt đầu đọc à, chúng ta bắt đầu đi vào bài học. Là còn thời gian chúng ta sẽ thảo luận ha. À, giao quầm hi qua na thù na chích chát ti anu mắt tù vi na ra sa na ri su ba ti bát tha ma nô quá tà quá sô quá chù khi ra ba cô quá ma ta ri. Giao quầm hi qua na thù na chích chát ti anu mắt tù vi na ra sa na ri su ba ti bát tha ma nô quá tà quá sô quá chù khi ra ba cô quá ma ta ri. Yao vam hi qua na thù na chích cha ti anu mắt tù bi na ra sa na ri su ba ti ba tha ma nu qua ta qua tù qua chù khi ra ba cù qua ma ta ri. Khi nào chưa cắt đẹp ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bọ con vu mẹ. À, như vậy thì đây là một câu Phật ngôn mà chúng ta thấy câu số 2. Cuối câu số 2 không có trường âm thông thường, hoặc là trường âm nhấn, hoặc là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì nó là một đoạn âm. Và chính nó là một đoạn âm thì quý vị cứ tự nhiên mà đọc. Khi nào mệt thì cứ nghỉ nơi trường âm, à, không được nghỉ nơi đoạn âm ha. À, đây là một sự thử thách để quý vị coi như biết dừng lại nơi đáng dừng, đó là những trường âm. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo, Sisu cá hôm nay sao chậm quá vậy? Mấy bữa trước là đưa tay lẹ lắm mà. Alo, quà xà phụ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quỳ Phật tử. Chắc có địch ở nhà đó sư ơi, nhưng mà không sao, nếu mà địch chưa có về thì từ từ lên sau con một chút thôi, để con làm công chuyện sư. Từ giờ con theo dõi bài nhiều mà sư, mắc nhiều thì giờ đúng rồi đó. Ha ha ha, để coi bữa nay có mấy người. 1, 2, 3, 4. Cảm ơn sư Như Quang Cần, The Man 45, Nhật Quỳnh, The Man 45, hai Thiên Vũ cho Thiện Vũ, Hồng Thị Kim Nhung. Rồi xuống khá, đứa khá. Bữa nay địch chưa về chứ gì. Đọc sao đi, lấy máy đi. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 284. Còn nghe văn cười đi. Con đọc cho xong rồi con làm công việc cơ con ha sư ha. Cảm ơn quý vị cho tín hiệu rõ ha. Hồi đọc nè, để lấy hơn chút ra, cái này trường âm nhiều quá không có ngừng được câu số 2, phải đọc luôn từ câu số 3 nữa. Và quần hi qua na thồ na chích chá tí anuk mắt tồ phi na rác na si su. Ok. Và quần hi qua na thồ na chí chá tí anuk mắt tồ phi na rác sa na ri su bác tí bác tam anô quá tà quá sô quá cô khi ra bác cô quá mà ta ri. Cái tội cười. Và quầm hi qua na thồ na chích gia tí anuk mắt tồ phi na rác sa na ri su bát tí bát tham anô quá tà quá sô quá cô khi ra bát cô quá mà ta ri. Và quầm hi qua na thồ na chích gia tí anuk mắt tồ phi na rác sa na ri su bát tí bát tham anô quá tà quá sô quá cô khi ra bát cô quá mà ta ri. Sau này đọc kỹ vậy ta, à, để đọc lại lần nữa. Và quần hi qua na thồ na chi giá tí anuk mắt tồ anu hả anuk ta anu 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 ok. Và quần hi qua na thồ na chi giá tí anu mắt tồ na rác sa na ri su bát tí bát tam anu quá tà quá sô quá cô khi ra bát cô quá mà ta ri quá tà quá tà. À, khi nào chưa cắt diệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con bú mẹ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con có sai xin di sửa, con xin trả máy lời. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Xích kem.
phân tích thì rất là đúng, nhưng mà tại sao đọc cái động từ chích chát tí mà đọc giống như chí vậy hả? Chỉ chích là một trường âm nhấn, nhưng mà tại đọc cái trường âm nhấn này giống như một đoạn âm. Sư Kim chú ý đọc chỗ này ha. Quý vị phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà khi đọc á thì cái chỗ chích chát tí nhớ ha, chỉ có sai cái chỗ trường âm nhấn này. Sư Kim chú ý ha. Rồi bây giờ mời sư Sukha. Alo. Cảm ơn cô, nhật mình cô Như Quang và các cô cho con biết tín hiệu. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha đã, Nam mô Tham Ma đã, Nam mô Sang Kha đã. Con kính lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ thượng tọa chi đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin đọc cựu kinh Pháp Cú số 280. Từ ra quầm hi hòa lát thù la chít chá ti a lu ma tổ pi na ra sa la di su pa ti ba tha ma lô wa ta wa sô wa chô ghi ra pa cô wa ma ta di. Ra quầm hi hòa lát thù la chít chá ti a lu ma tổ pila sa sa la di su pa ti pa tha ma lo wa ta wa so wa cho khi sa pa ko wa ma ta di ta wam hi wa la tho la chi chi ti a lu ma tổ pila sa sa la di su pa ti pa tha ma lo wa ta wa so wa cho khi sa pa ko wa ma ta di già quầm hi quà lát thù chít cha ti alu mát tổ pina ra sa là di su pati patha ma lo wa ta wa so wa cho khi giáp pa cổ wa ma ta di khi nào chưa cắt tiệt cắt diệt thế cắt tiệt à, khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bỏ con vú mẹ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dầu một bụi còn con lữ lam ái miến vẫn còn trồi neo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Đó là cổ thơ của Hòa Thượng Vĩnh Đức. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con có đọc sai chỗ nào con kính xin sư sửa sai ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Mô Bụt Tha đã, con kính mời sư chú kế tiếp. Alo 123 123, sư Kim Dung, sư Tâm Phương chờ một tí ha. Sư số khác nếu mà viết sai thì chỉnh lại. Quana thù, quana thù, ha, chứ không phải là quà, ha. Câu đầu tiên, già quầm hi quana thù na chít chát tí, ha. Cái câu đầu tiên, quana thù, ha. Thì bây giờ nếu mà viết có dấu ở trên đó thì bỏ đi, ha. Cái chữ quana thù, ha. Rồi, alo, sư số khá nghe rõ ha. Wanatho chứ không phải là Wanatho. Rồi, xin mời Sư Kim Nhung. Dạ, con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 284. Dạ, con xin đọc lại. Dạ, quầm hi wanatho na chích cha ti anu mát to binarasana risupati batthamano wata waso waccho khi rabako wama tari ya wam hiwanatho na chích chati anumat
tổ binarasa na ti su ba ti bát thân đồ qua tà qua bát chồ khi ra ba cổ qua mà ta ri. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dù một bụi còn con, nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mạng. Dạ Nam Mô Bất Thầy, con kính định lễ Thầy. Dạ kính định lễ Thầy Kinh, con xin đọc câu Pháp Cú số 284. Dạ. Dạ vầm hi qua na thổ na chi cha ti anu ma to bi na ra sa na ri su pa ti pa tham ma no wa ta wa so wa cho khi ra pat ko wa ma ta ri. Và vầm hi qua na thổ na chi cha ti anu ma anu ma to bi na ra sa na ri su pa ti bát tha ma no wa ta wa so wa cho khi ra bát cô wa ma ta ri yam hi wa na tho na chi cha ti anu ma to pi na ra cha na ri su pa ti bát tham ma no wa ta quát sổ quát chỗ khi ra ba qua mà ta ri. Và khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dù một bụi cổn con, nữ nam ái luyến vẫn còn trồi trồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hồi. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con kính nhân biết lại cho Thầy. Alo, xin Thông Phương ơi, sửa lại ha, cái câu vô cuối cùng á, khi ra bác cô, chứ khi ra là sửa, mà nếu mà đọc chữ khi ra thì nó không có ý nghĩa như thế nào hết á. Khi ra bác cô á, thêm cái dấu quyền ở trên, chứ cái đọc chữ khi ra đó là đọc 2-3 lần nhưng mà vẫn đọc khi ra thì chắc là viết sai. Bây giờ thêm mấy dấu quyền vô ha. Quách chô khi ra bác cô qua mà ta ri ha. Khi ra bác cô ha. Thêm mấy dấu quyền vô ha. Sai chỗ này. Rồi, xin mời quý vị tiếp tục ha. Dạ, thầy xích có tín hiệu xích niệm từ. Dạ, kính mời niệm từ. Alo, 1, 2, 4, rớt.
Dạ cảm ơn Nhật Linh. Cảm ơn Dương Dương. Dạ con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp. Dạ con kính khen Ngài. Dạ cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ tự nhiên xin tranh thủ đọc bài chứ để cái đường nét ở đây nó bị tưng lưng tưng quá, lúc thì nghe được lúc nghe không được. Bây giờ tự nhiên xin đọc câu pháp kêu cứu số 284. Và quầm hi quán á thồn ná chích chát tí anh nu mắt hồn bí ná rác sanh nà rí su bát tí bát tham anh nồ quát tà quát sô quát chô khì rá bắt gồ quán mà ta rí. Và quầm hi quán á thồn ná chích chát tí anh nu mắt tô bí na rác sanh là bí su bát tí bát tham anh nồ quát tà quát sô quát chô khì ra bộ quan mà ta ví. Trời đoạn này nhiều đoạn âm quá cho nên nó cũng lẹo lưỡi dữ. Và quầm hi quan a thô na chích chát tí anh nu mắt tô bí na rác sanh là bí su bát tí bát tham anh nô quát tà quát sô quát chô khi ra bắt cô quát mà ta ví. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Và quầm hi qua na thô na chích chát tí anh nu mắt tô bí na rát san na rí su bát tí bát tham anh nô quát tà quát sô quát chô khi đá rát cô quát mà ta rí. Cho dù một bụi cỏ non nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Dạ phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Alo, 123, 123. Câu Phật ngôn 284. Giọng kinh rất khó đọc, nhưng mà chắc là qua giọng kệ thì quý vị quan hỷ hơn ha. Bởi vì giọng kệ thì quý vị đọc sao cũng được hết, chúng tôi không có ý kiến. Nhưng mà nếu mà giọng kinh trường âm, đoạn âm thì chúng tôi cũng có một chút ý kiến trong đó. Cho nên quý vị thấy đọc cái giọng kinh thì bị sửa lưng ha, sửa sai thế này thế kia. Nhưng mà kệ thì quý vị đọc rất là vô tư, đã gọi là kệ thì sao cũng được hết ha. Rồi bây giờ chúng tôi đọc qua giọng kệ, rồi quý vị coi như tùy thế, để cho cái không khí nó dễ thở một chút. Cái giọng kinh thì cái câu này khó đọc, nhưng mà trước khi qua giọng kệ thì chúng tôi cũng đọc giọng kinh trước ha. Và quầm hi qua na thù na chích cha ti anu mắt tù vinarasana risubati bát tham anu quá tà quá sù quá chù khi ra quá phù quá mà ta ri. Và quầm hi qua na thù na chích cha ti anu mắt tô vinarasana risubati bát tham anu quát tà quát sô quát chô thì rất bát phù quát mà ta ri. Đó là giọng kinh. Bởi vì cái câu số 2, cuối câu số 2 đó là đoạn âm,
À, cho nên chúng ta phải đọc liền một hơi như vậy. Còn nếu một cuối câu số 2 đó là trường ông thì chúng ta có thể dừng lại nơi đó và tương đối thì dễ đọc hơn. À, đây là một cái loại thơ mà 10 chữ trở lên ha. À, nên cái giọng kệ của chúng ta cũng có một sự thay đổi. Bây giờ chúng ta xin đọc nhé. Dạ quâm phi quá na thu na chi cha ti anu mát tu bi na ra sa na ri su bát ti ban tha ma nu na ta wa su wa cho khi ra ba ku na ma ta vi dạ quâm phi quá na thu na chi cha ti anu mát tu Vinaran sanarisu Batimbaktha manu natawasu Wachokira baku namatari. À, thêm lần nữa ha. Yawam hiwa nantho nachichati Anumato binaran sanarisu Bati Bhaktha Manu Natawasu Vachukhira Bhaku Namakari. Khi nào chưa cắt tiệc thái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. À, trong cái dòng kệ chắc chắn rằng Huynh Kinh là người kệ hay nhất. À, bởi vì theo cái âm giọng này thì Huynh Kinh cũng có thể rằng phổ ra một bản nhạc theo cái âm điệu của cái câu kệ 284. Rồi quý vị quan hệ không, mời Vinh Kinh lên kệ trước ha. Ảo Vinh Minh Tâm đưa tay hả? Rồi mời Vinh Kinh chứ. Trời ơi, Vinh Kinh là có một cái giọng kệ vàng đó nha. Ôm cây đàn mà kệ kệ tuyệt lắm. Rồi mời Vinh Kinh ha. Dạ Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tam Bảo, Nam Mô Sa Khai. Dạ kính lễ sư Đi Đức, dạ xin kính chào tất cả quý vị. sư chồng quê con hoài. Lâu lâu ghé thăm luôn. Bài này khó quá. Cái gì boss lại dùng nghe rồi. Ok. Dạ cảm ơn sư. Đây con kệ ra. lấy giọng. Ya wamiwa natho nachitati anumatopi narasanarisu banti batthama no watawaso wanchokira bakowa mata. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, dạ, xin đọc xong rồi xin nhận lại cho lớp nha. Dạ, vâng. Sa thú Huynh Kinh. Nam Mô Bổn Sư, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh đạo, bên anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính ơn cô tu nữ Tệ Duyên và Thiên Vũ và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quỳnh kể hay mà tiếc quá, đọc lần rồi thôi, ăn gian quá. Dạ, con xin phép được trả bài bạch ngài tại nãy giờ con lặng sâu quá. Con xin trả bài để ngày con trước máy, con có sai ngày chỉ dạy cho con. Với lại bên con bây giờ nó đang báo động. Dạ, không biết một chút nữa con có thể cầm mic được hay không. Dạ, con xin trả bài. Dạ, ngày nghe ngày chỉ dạy cho con. Tại con thấy bài này khó nên con cần phải trả bài. Dạ, quầm hi qua na thờ na chích chất ti anumat tờ ni na ra sa na ri su bát Patipat thamano vata vaso vacho khi
Na ba cờ. Con sai rồi. Dạ con xin đọc lại. Dạ quầm hi qua na thờ na chích ca ti anu mát tờ ni ba rát. Sa nà ri sư ba ti ba tham an nờ quát tà quát sờ quát chờ khi. Ra ba cờ quát ma ta rích. Dạ quầm hi qua na thờ na chích ca ti anu mát tờ ni Binarasana Risoba Batibat Tamano Watta Waso Watjo Kina Rabako Wamati. Dạ, tại vì không biết nó báo động cái chuyện gì đây. Tại vì nó nói tiếng Anh thì Nhật Quỳnh không có rõ lắm nha. Nhưng mà đó là cái sự báo động của của dịch hoặc là của cơn giông gió nó sắp tới. Dạ. Dạ con xin đọc lời. Con biết con sai rồi. Dạ quầm hi qua na thờ na chích chát ti anu ma tờ binara sana di sư ba ti ba tham ma nờ quát ta quát sờ quát chợ khi rắp ba cờ quát ma ta rít. Và quầm hi quan na thờ na chích chát ti anu mát tờ binara sana di sơ ba ti ba tham an nờ quát ta quát sơ quát chờ khi ra bác cơ qua mà ta khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai tâm ý vẫn buộc ràng như bò con bú mẹ. Và đây là chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con xin được cài. Và quẩm hi qua na thở na chít cha ti anumato binara sana di su ba ti ba tham an wa ta wa so wa cho khi ra ba cô wa ma ta ri. Và quẩm hi qua na thở na chít cha ti Anu mato be narasa narisu bati matamano wata waso wacho kirabat kwa matari. Cho dầu một bụi cỏn con, nữ nam ai luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vua mẹ bám theo dính hoài. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và con. Dạ không có gì đâu, chỉ nhỏ mà. Nhật Quỳnh đã sẵn sàng rồi, không có chuyện gì hết. Dạ con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Và kính mời Quỳnh Minh Tâm. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Và con xin phép đọc câu pháp cú 284. Thì nó chạy lên trên rồi. Và cảm ơn hai người cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh boss bài lên. Dạ vầm hi quá na thô na chít Chati anumato pinarasana risubatibat thamano vata vaso vacho hirapako va matari. Yavam hivanato nachit chati anumato to pinarasana risubati batama no wata waso wacho hirapako wa matari. Ya wam hiwana to na chit chati anu matto pinarasana risubati bat Thamma no wa ta wa so wa cho khi ra pa ko wa ma ta ri.
Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn ràng buộc như bò con vú mẹ. Cho dầu một bụi cỏn con, nữ nam ái luyến vẫn còn đòi leo, ai kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ, bám theo dính hoài. Hòa thượng với Đức Dịch. Dạ, cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời cô Lạc Lê lên. Dạ, cảm ơn Huỳnh Minh Tâm. Dạ, dạ con xin kể cái bài số 284. Dạ, lần đầu tiên con mới nghe thầy kinh đọc kệ hay quá. Dạ, thì con chờ con xin đọc cái câu số 284. Dạ. Dạ vâm hi quang na thô na chi cha ti anumato virat sanari su batipatham mano vata vaso quát cho khi rằng bà cô qua mà rằng ta đi ya vam hi quan na thô na chi cha ti anu ato pina rasa na di su pati patham mano vata vaso quán cho khi ra bát cô qua mang ta riêng ya quam hi qua na tu na chín chan ti anu ma tu pi na ra sa na ri su ba ti pa tham ma no quan ta qua su quán cho khi ra ba cô qua ma ta ri. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa ái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dù một bụi cỏn côn, nữ nam ái luyến vẫn còn trời, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ, bấm theo dính hoài. Và đó là phổ thơ của Thượng Tòa Giới Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, kính thưa sư, kính thưa thầy, kính thưa các cô tu nữ cùng các anh chị trong lớp học, con xin kể câu pháp cú 284 ạ. Dạ qua dạ qua mi qua na thô na chi cha ti anu ma to bi na ra sa na ri su bati patama no wata waso wacho kira pa ko wamatari ya wami wana thona chichati anumato bi narasa nariso bati patama no wata waso wacho kira pa ko wamatari. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dầu một bụi còn con, nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ, bám theo dính hoài. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bốt bài ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ba Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức.
Dạ, con kính lễ với cô tu nữ, con lễ kính lễ cô tụ duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu 284. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn cô tụ duyên cho con biết là âm thanh rõ. Dạ, con đọc bài. Dạ, quăng hi na thô na chít cha ti anu mắc tô bi na ra sa na Risu bati bat thamano wata waso wakjo khi rabako wama tari ya wang hinawato na chit chati anumato ya con xin đọc lại. Ya wang hinawato na chichati anumato banarasana risu bati patthamano wata waso wakjo khi rabako wama tari. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Ya wang hinawato na chichati anumato binarasara risu bati patthamano wata waso wakjo khi prabako wama tari. Dạ, con đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Cho dầu một bụi còn con, nữ nam ái luyến vẫn còn trời leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đồi vú mẹ bám theo dính hoài. Dạ, dạ con đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa lại dùm con ạ. Con cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ con dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thai nhé. Dạ, sa cố lành thầy. Dạ, kính cảm ơn Nhật Từ. Alo, alo, đạo tràng có nghe. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, để là không mất thời gian của đạo tràng, con xin kể bài dùm Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ. À, gì đây? Dạ quăng hi hoa. Dạ nhảy qua nữa rồi. Dạ. Dạ quăng hi hoa na thô na chi cha ti anu ma to binarasana di bati bata mano wata waso Wacho kira paku wa matari Ya wang iwana to hati Anu matu binara senari so Pati batano watawa so Wacho kira paku wa matari. Khi nào chưa cắt diệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho dù một bụi cỏ non, nữ nam ái liếng vẫn còn trời leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Dạ, của thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic. Alo, 123, 123. Câu Phật ngôn 283 và 284 cùng một duyên sự. Thời gian không còn bao nhiêu ha. Quý vị quan hỷ, chúng ta nghe duyên sự giữa hai câu Phật ngôn này. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên,
thì Đức Phật đã đề cập đến những vị tỳ khưu lớn tuổi đi tu. Trong thời gian còn là những vị cư sĩ thì những vị này đó là những trưởng giả ở trong thành Sawatthi, thuộc vào hàng cư phú và giàu có. Rồi những người bạn thân này, họ thường rủ nhau đi làm phước và nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi họ tự hỏi, chúng ta già rồi, chúng ta còn nán lại ở nhà làm gì nữa? Rồi sau khi xin phép được xuất gia với Đức Thế Tôn, nhưng mà tuổi già nên họ không thể học thuộc lòng những câu Phật ngôn, những bài kinh. Do đó họ cất một cái thảm am ở sát trên chùa, rồi sống chung với nhau. Khi đi trì bình khất thực xong thì họ ghé nhà để vợ con họ thêm những vật thực, mắm muối, gia vị vân vân. Thì trong nhóm các vị sư già đó có một bà vợ cũ của một vị có tên là Mathura Banika, tức là cái bàn tay thiện xảo. Bà ta là người hộ độ cho tất cả những cái nhóm của các vị sư già cả này. Cho nên các vị đó thường mang vật thực đi khất thực về, đem đến nhà của bà, rồi ngồi đó dùng chung với nhau. Bà cư sĩ này tùy tiện nấu nướng những cái vật thực, thêm những thức ăn, thêm những đồ gia vị vào trong vật thực. Rồi một thời gian sau, cái bà cư sĩ này lâm trọng bệnh và mệnh chung. Khi đó các vị sư già này mới ngồi tụ tập với nhau ở trong thảo am, rồi ôm cổ lẫn nhau mà khóc than, kể lẽ rằng cái bà tiến nữ có bàn tay thiện xảo nay đã mất rồi. Rồi các vị tỳ khưu khắp nơi đi đến nơi hỏi thăm, có việc gì mà các vị lại khóc lóc như vậy? Thì các vị này mới bày tỏ thế này: thưa các ngài, bà vợ cũ của bạn chúng tôi đã mất rồi. Một bàn tay của bà hộ độ chúng tôi thật là rất là nhiều năm, nhưng mà nay bà mất đi, chúng tôi tìm đâu được một cái người hộ độ chư tăng giống như bà ta. Do đó chúng tôi buồn, chúng tôi khóc. Các vị tỳ khưu mới đem việc này đem ra thảo luận ở giảng đường. Và Đức Phật người đến phán hỏi, có việc gì mà tụ hội ngồi ở đây? Các vị tỳ khưu mới đem cái chuyện bà tín nữ kia mất, rồi các vị tỳ khưu già khóc lóc đem trình lên Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, không phải ngay bây giờ mà trước kia bà đó chính là con quạ mái. Một hôm đi kiếm ăn dọc ở bờ biển, bị một lượng sóng nó kéo lôi xuống biển mà chết. Các vị tỳ kheo này là những con quạ trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái chết của con quạ mái, thở than cùng nhau rằng chúng ta sẽ vớt nàng lên. Rồi chúng dùng cái mỏ định rút hết nước biển lớn, nhưng mà chỉ nhập con vô ích mà thôi. Sau khi thuật lại câu chuyện bổn sinh về con quả, Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo già, này các vị tỳ kheo, sự dĩ mà các thầy gặp phải cái cảnh khổ này là tại vì cái khu rừng tham sân si, phải đốn tuyệt cái khu rừng ấy thì các thầy sẽ thoát khỏi cái khổ. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 283-284: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hãy thoát ly. Và câu Phật ngôn này: khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con cu mẹ. Khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt thì các vị tỳ khưu già đó chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng bà Hồ Tăng nay đã mất rồi,
si già khóc tợ trẻ mồ côi, vắng người dân phụ đồ ăn uống, thiếu kẻ lau qua chỗ đứng ngồi, khát sữa bò con mơ tưởng vú, thèm cơm quả trống ước ao mồi, dây tình trai gái còn miên viễn, biển khổ trầm luân mãi mãi trôi. Câu Phật ngôn 283-284 chúng tôi đã trình bày duyên sự xong, mà còn lại 6 phút nữa. Trong 6 phút này, xin mời quý vị có ý kiến thế nào về hai câu Phật ngôn chúng ta đã học. Xin mời bàn tay của quý vị. Alo. Còn 6 phút nữa chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn 283-284. Alo, quý vị có ý kiến thế nào? Mời xin Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, sa thú đành thai. Con xin thay mặt đại chúng trung lâm thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi giảng giải từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 283 và 284. Dạ cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con chỉ đỡ bích cho Ngài thôi. Chị Metta ơi, không biết lúc nãy chị Metta đã đọc bài chưa? Dạ nếu mà chị Metta chưa đọc bài, kính mời chị. Dạ Nhật Quỳnh thấy hình như là chị chưa đọc bài phải không chị Metta? Chị Metta ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ kính mời chị nha. Tại vì tranh thủ đi chị, mình chắc không còn được bao lâu để mình học được những câu Phật ngôn đâu. Nên Nhật Quỳnh mời chị nha. Dạ kính mời chị. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ nãy giờ con cũng bận rộn nhiều, thành ra con chạy tới chạy lui, con ít có trước máy, mà con thấy thì cũng hết giờ rồi. Mà cô Nhật Quỳnh thì kêu con đọc, thì bây giờ con cũng xin đọc câu Pháp Cú 284. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con không? Con quên coi có nghe được không? Cái máy con nó cũng ba trận. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được. Dạ, con xin đọc ạ. Dạ, quầm hí quá ná thồ ná chích chá tí án nú mát tồ bi na rát sa na ri su ba ti ba tha ma no wa ta wa so wa cho khi ra ba cô na ta ri ya vam hi wa na tho na chit cha ti anu mat to bi na rát sa na ri su ba ti ba tha ma no wa ta wa so wa chô khi ra bát cô qua mà ta rí. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Dạ con cũng xin kể luôn. Dạ quâm hi quá nắng thổ na chích cha tiền anu ma to vi na rat sa na vi so ba ti ba tha ma no wa ta wa so wat cho khi ra ba ko wa ma ta vi. Cho dù một bụi cỏn con, nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ, bám theo dính hoài. Và đó là phản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn chị Metta. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ chỉ còn có một phút thôi, con cũng thỉnh Ngài trở lại đạo tràng để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Con không có thấy bàn tay của vị nào nữa bạch Ngài.
Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ ngài Chi Đức có nghe được âm thanh con, con kính nhân mít đến ngài ạ. Rồi vậy là ngài bận việc ở dưới chùa rồi không thấy ngài trở lại đạo tràng. Dạ trong con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Sa thú quý vị, trong cái tinh thần học hỏi, đây là một câu Phật ngôn rất là khó, nhưng mà quý vị cũng đã thể hiện, cũng đã vượt qua, vượt lên chính bản thân của mình, khắc phục những cái sự khó khăn đó, để rồi cái giọng đọc của quý vị rất là ổn định. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Khi học những câu Phật ngôn này, chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống của chúng ta. Với câu Phật ngôn này, đó là một bài học, đó là một pháp môn để cái đời sống của chúng ta có được một cái ý nghĩa tốt trong thiện pháp. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sát chục quá chê nó sâu thử vô hô tụ sâu quả đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy dạ. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Con xin hồi hương này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền qua bán thập phần phước duyên cầu xin
Thank you.